ngày 19 tháng 10, Công an thôn Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa cho biết, hiện phía Công an thôn đang nối tiếp phối hợp với Công an thành phố Sầm Sơn điều tra làm rõ rệt nguyên nhân vụ nổ đã xảy ra tại nhà ông Lê Bá Thân 1956, trú thôn 3, khiến ba người của gia đình này bị thương. Theo điều khiển Công an thôn Quảng Hùng, nguyên nhân lúc đầu được xác định do mâu thuẫn giữa cháu gái học lớp 7 của ông Thân với một nữ sinh cùng học lớp 7 khác. Từ mâu thuẫn này nên người nhà của nữ sinh kia đã kéo người đến nhà ông Thân để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra vụ nổ đã trên. Hiện trường vụ việc. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ rệt nguyên nhân vụ việc. Bước đầu Công an đã xác định được một số người liên quan và đã mời lên để làm việc. Anh Lê Bá Huy 1984, năm nhi ông Thân, là một trong ba người bị thương trong vụ việc kể lại. Trước đó vào trưa 18 tháng 10, anh đang ngồi ăn cơm với bố đẻ là ông Thân và con gái là Lê Thị Quỳnh 2007, thì bị một nhóm người xông vào nhà tấn công. Anh Huy bị đạn bắn nhiều vết vào người. Sự việc diễn ra quá bất thần nên gia đình anh Huy không kịp chống cự. Sau vụ việc, ông Thân, anh Huy và cháu Quỳnh bị tấn công đập với nhiều vết thương. Không những thế, nhóm người trên còn nổ súng hoa cải tự chế bắn khiến anh Huy và cháu Quỳnh bị nhiều vết đạn găm vào người. Sau khi gây án, nhóm người trên lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu giảng với nhiều vết thương trên cơ thể, máu chảy nhiều. Hiện Công an thành phố Sầm Sơn vẫn đang nối tiếp điều tra làm rõ rệt nguyên nhân vụ việc.